Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thề Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các phi vụ lừa tình, lừa tiền, phải nói rất nhiều số tiền phải nói vô cùng lớn, rất nhiều các em gái, thậm chí các chị gái đã sập bẫy vào các đường dây hoặc sập bẫy vào các phi công, các thanh niên trẻ. Thì đây tiếp tục một cái câu chuyện một em gái đang về đây để cầu cứu đội hiệp sĩ Nguyễn Thề Bình Dương đã bị một đối tượng, một thanh niên phải nói là nhìn cao to lực lượng lừa của em gái một số tiền phải nói rất lớn. Hiện nay thì em gái đã rất đau khổ và về đây cầu cứu nhờ sự giúp đỡ của đội hiệp sĩ Nguyễn Thề Bình Dương. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị và bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép xin chào em. Dạ. Em có thể em giới thiệu là em họ tên là gì? Dạ em tên Lê Thị Tiền. Rồi hiện nay mình đang sinh sống tại đâu em? Dạ em sống tại ấp Phú Hội, xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương. Rồi hôm nay em về Bình Dương, đội hiệp sĩ Nguyễn Thề Bình Dương để em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thề Bình Dương để tìm ai đấy? Dạ. Em nhờ đội hiệp sĩ Bình Dương tìm anh Huỳnh Văn Anh. Nói to lên em. Dạ, anh Huỳnh Văn Anh ạ. Huỳnh Văn Anh. Dạ. Sinh năm mấy? Dạ, anh sinh năm 1980 ạ. Rồi, tuổi thân. Dạ. Rồi. Quê ở đâu? Dạ. Em có thể em chia sẻ cái câu chuyện mà tại sao mà hôm nay em về để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thề Bình Dương để tìm ở Huỳnh Văn Anh sinh năm 1980. Dạ. Dạ, tại vì anh Huỳnh Văn Anh, anh có mượn của em một số tiền, anh hứa anh sẽ gửi lại em mà giờ anh bỏ anh rồi, đi thôi. Em cho anh biết là cái mối quan hệ là Huỳnh Văn Anh, tại sao em biết? Dạ, trong thời gian trực chốt á, mùa dịch, anh trực chốt đó. Trực chốt dịch dạ. Covid 2021. Dạ, em đã quen biết với anh do mùa dịch đó. Thời điểm đó em làm công việc gì? Dạ, lúc đó thì trực chốt thì ở đâu ở yên đó, em còn ở nhà. Còn như bình thường thì em buôn bán, mỗi buổi sáng em bán bánh ướt và bánh cuốn rồi anh. Em nói to lên nha. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ thế này, em cho anh biết là Huỳnh Văn Anh này nguyên quán ở đâu? Dạ, anh ở Quy Nhơn, ở Bình Định anh. Ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định. Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Bình Định, đúng không? Dạ. Sao em biết là họ người ta quê Bình Định có đúng không? Dạ, dạ em biết. Em biết. Em đã về quê chưa? Dạ, em chưa về quê, nhưng mà trong anh đã vô đây ở trọ, ở gần kế nhà em. Đó. Ở khu đường đó. Nay đã mấy năm trời rồi. Em cho anh hỏi thế này. Dạ. Hai người là quen biết nhau từ mùa dịch Covid 2021. Dạ. Ai là người làm quen anh? Dạ, trong thời gian đó thì anh tới nơi là anh mua đồ tới nơi là biết nhau vậy. Biết nhau là mình có tình cảm không em? Dạ, thì biết thôi, mến chứ chưa có tình cảm mấy anh. Dạ. Mến nhưng mà mới mến nhau mà em gửi hoặc là em bị lừa hay em sao, cụ thể em sao em? Dạ, dạ đầu năm nay thì đầu năm bao nhiêu? Dạ, đầu năm 2022 này anh thì anh nói là sau mùa dịch rồi thì anh muốn dịch về để làm ăn, tại vì mọi chuyện mùa dịch anh biết rồi đó. Mùa dịch thì mọi người đã chết chóc đầu rồi, giờ cái mạng mình sống nó đã quý rồi. Nhưng mà anh cũng biết vậy, ghi nhận điều đó. Anh có nói là anh quen em, anh có nói là vợ ảnh đi cặp với trai, bỏ đi cặp với sếp cấp trên của ảnh trong công ty đó, rồi giờ đi theo người ta đi xuống Đồng Nai ở rồi đã khôi nhau năm 2017 đến nay. Thời gian đó anh rất là đau khổ lắm, khó lắm anh mới dịch dậy đến ngày hôm nay, và anh cũng chưa có con nữa. Lúc mà quen biết nhau thì em gần hỏi như vậy đó. Rồi anh nói nếu như ảnh có vợ, có còn vợ và có con cho anh ra đường xe đụng chết, anh có phải hứa rồi. Còn là thề thốt với em như dạ. Vậy là đánh vào con lòng tin, dạ. Động lòng thương hại của em. Dạ. Như vậy em mới người ta có anh. Người ta dạ. Có nói là yêu thương em không? Dạ có. Nói làm sao, thề thốt làm sao, dạ. Hứa hẹn gì? Dạ anh hứa hẹn là anh nói là bây giờ lúc trước tại vì gia đình chồng em á là anh bị tai nạn, là trong anh bị bệnh tâm thần, anh cũng không có được ổn định nữa. Lúc mà anh mệt lên là anh xử lý không có được, anh bất cứ lúc nào anh cũng bóp cổ bóp họng em mà tiếc thôi nhau. Nhưng bây giờ em đã có chồng trước như vậy rồi, giờ sau này anh sự nghiệp anh không có gì, người ta sẽ cười em, người ta sẽ cười ai em mà cười anh nữa, để anh đi gán làm việc vậy làm để có cơ sở, để có một chút gì đó để đến với em. Như vậy đó, anh nói như vậy thì anh nói là anh cần số vốn để làm ăn. Cần số vốn là bao nhiêu tiền, mà vốn để làm gì? Dạ, anh làm cơ khí, làm điện, làm đủ thứ hết rồi. Anh mua máy móc nhiều lắm, máy móc để đủ kích cỡ hết để em đã thấy làm. Chưa? Dạ có, em thấy. Máy gì? Dạ, máy hàng, máy đồ nhiều lắm. Cụ thể là cái Huỳnh Văn Anh này sinh năm 1980, quê ở Bình Định. Dạ. Đúng không? Là mua máy gì và tại đâu? Dạ thì anh đi mua thì công đó là công chuyện của đàn ông, anh đi mua thì em có đơn em đó, có đi em xem không? Dạ em không có đi xem, đó là công chuyện của đàn ông, em cũng mãi đi làm biết, nhưng mà anh đưa quá đơn đồ rồi em biết, và những cái hợp đồng của ảnh với công ty bên sáp á, và em cũng có đi với ảnh và đi giao lưu với mấy người Nhật cũng có nữa. Trong giấy hợp đồng em có đọc là nếu mà quá đơn mỗi lần mà xuất đi là 500-700 triệu là chuyện bình thường. Dạ em có đi và em có biết. Em biết là giấy giả không? Dạ cái đó em ấy mà em có đi với, có tiếp xúc với mấy người Nhật đó nữa. Rồi, cho anh hỏi thế này. Dạ em phải trả lời thật. Dạ.
trong câu chuyện hai người quen biết nhau từ mùa dịch Covid 2021 đúng không? Đến đầu năm 2022 đúng không ạ? Dạ. Là trong cũng rất nhiều tháng qua rồi. Dạ. Trong thời gian đó dịch thì hai người có qua lại không? Dạ, trong mùa dịch đó nổi lên thì dạ có, nhưng mà ít lắm anh. Qua lại anh có thể có tình cảm nhiều không? Dạ, tình cảm. Tình cảm tới đâu sau rồi? Sau này mới tình cảm nhiều. Dạ. Sau này tình cảm là sau này là tình cảm nhiều là mình đưa tiền rồi mình mới tình cảm hay là chưa đưa tiền? Dạ, thì em có tình cảm rồi em mới tin tưởng ảnh, em mới đưa tiền cho ảnh làm ăn. À, tình cảm là mình có là như sống nhau có sống nhau như vợ chồng không? Dạ có. Đó đúng không? Là khoảng bao nhiêu thời gian em? Dạ, khoảng thời gian thì đầu năm đến nay đó anh. Dạ, còn một năm nay rồi một anh. Một năm nay rồi, một năm là quá yêu rồi đúng không? Dạ. Em có biết là người ta còn vợ còn con không? Hay là người ta chỉ đánh lừa em thôi? Dạ, em hoàn toàn không biết. Mỗi khi em đến nhà ảnh là cũng không có, và cũng không phát hiện điều bất cứ điều gì hết luôn. Mà ảnh khờ như vậy nữa. Rồi em đi đến, ảnh dẫn em đi đến nhà bạn thân của ảnh nữa. Gia đình cũng không có ai nói gì, em đâu có biết gì đâu anh. Chia sẻ với em đây là bạn gái không? Dạ có, nó là người yêu luôn. Dạ, luôn. Dạ, mà em hoàn toàn không biết. Nhưng mà đến ngày hôm nay, dạ. Khi dẫn tới một nhà bạn, đúng không, để giới thiệu là em là người yêu. Dạ. Là trong gia đình là có nhiều, có đàn ông, đàn bà, có đầy đủ không? Dạ, có trên, có dưới, có đầy đủ hết. Mọi người không phản ứng gì luôn? Dạ, không phản ứng gì hết. Vì anh. Lúc đó là em sẽ tin hơn đúng không? Dạ. Người ta có hứa hẹn là khi nào đăng ký kết hôn không? Dạ thì nói là làm xong thì ảnh hứa là ảnh mượn tiền của em, ảnh đã làm khi mà ảnh ấy đơn hàng có tiền cuối năm nay ảnh gửi tiền lại cho em để em tiền đó để dành cất nhà cho con em, mẹ con em ở, em còn ở chung với mẹ em. Hiện nay em bị sập bẫy rồi. Dạ. Đúng không? Em không biết đến khi mà giữa tháng 10 gì rồi á, tháng 10 âm gì rồi á. Thì anh nói là gia đình của người ta đòi tiền, đòi nhà lại để cho con người ta ở. Anh phải dọn qua Hòa Lợi ở. Thì anh nói thì em tin thì anh dọn đi. Trong lúc đó thì còn liên lạc với nhau dọn đi. Cái sau mấy ngày hôm sau là không còn liên lạc được nữa. Em nhắn tin thì không thấy tin nhắn của ảnh trả lời như mỗi khi. Để em tới nhà bạn của ảnh hỏi, đang hỏi. Bạn của ảnh nói rằng thằng anh nó dọn nhà gì Gia Lai rồi. Cất nhà và mua xe cất nhà cho vợ ra bán tạp hóa rồi. Lúc đó em mới sững sờ, em mới biết ra là anh còn vợ như vậy. Rồi lúc đó em mới đi hỏi ra là biết là lúc đấy mới té ngửa ra dạ, đúng không? Anh biết còn vợ ở bao lâu ở đây nè anh mà như vậy đó. Rồi em hỏi những cái anh bạn, cái nhà mà em đã đến đó, gia đình đã nói là nó nói là im để giấu. Đến giờ phút này. Dạ, đến giờ phút này mấy anh đó mới cởi ra là nó nói là để im để giấu để nó lừa con này. À, để lừa con dạ. này. Bây giờ mấy anh nó cũng không dám làm chứng nhưng mà nói với em như vậy. Mấy anh đã quen với nhau là bao nhiêu năm, 5-7 năm nay mà không ngờ anh là người xấu dạ đến như vậy luôn. Gọi là cùng đồng bọn. Thực sự là đưa em tới những người bạn thân để giới thiệu em là một người bạn, một người tình, một người yêu. Dạ. Đúng không? Nhưng mấy đó anh là nói lúc đó có phiền, anh nói là con bé này tội nghiệp, lúc đó chồng con nó bệnh mà đừng làm vậy mà anh. Mà thì anh nói là giờ anh chỉ biết nói đến như vậy thôi, chứ giờ chuyện anh em bạn chơi nha bao nhiêu lâu rồi. Dạ. Đến khi nào là em phát hiện được mình bị lừa cả tình cả tiền? Dạ, cuối tháng 10 anh ạ, cuối tháng 10 mình đây là tháng 11. Cuối tháng 10, dạ. Đầu tháng 11, 2022. Dạ. Trong thời gian sống chung nhau gần 1 năm là em phát hiện được ra bị lừa. Dạ. Những cái công việc của Huỳnh Văn Anh đúng không? Dạ. Là làm ở đâu cụ thể em đã được biết chưa? Dạ. Em có thấy không? Anh thuê một cái căn nhà, quê một căn nhà thiệt lớn ở khu phố Chánh Long á, ở cái bì trên nhà mẹ em tí xíu đó anh. Em đã tới chưa? Dạ, em tới đó luôn em rồi anh. Em xác minh là đúng không? Dạ, ảnh làm đồ đạc nhiều lắm, và hàng hóa của ảnh chất nhiều lắm. Anh làm mấy kệ sắt đồ để mỗi lần ấy là đưa lên xe lớn để đưa đi hợp đồng với người ta mà. Đến bây giờ phút này dạ. Thì thực sự là em bị lừa là không còn bàn cãi. Em bị lừa bao nhiêu tiền rồi? Dạ, phải là 600 triệu á anh à. 600 triệu em đưa là bao nhiêu lần? Dạ, em đưa nhiều lần lắm. Mỗi lần mấy chục. Mấy lần đầu anh có gửi lại cho em. Và lần sau cái dần dần anh nói là do bên hải quan đồ chưa có được tiền bạc đồ chưa có được hải quan chưa. Em còn đi xin mà xin bên hải quan cho ảnh nữa mà. Thấy ảnh cũng chạy trọt như vậy em có biết gì đâu. Bây giờ là mình đã yêu rồi thì bằng mọi giá mình phải lo cho người yêu của mình. Dạ. Nhưng không ai ngờ là em bị một sập bẫy một con cáo già này chuyên đi lừa tình và lừa tiền tất cả các chị em phụ nữ. Đúng không? Em có biết đâu. Đến giờ phút này thì em còn tin tưởng những người đàn ông như vậy nữa không? Còn không? Những số tiền đó là em dành dụm bao nhiêu thời gian rồi? Tiền ở đâu mà em có? Dạ, số tiền lớn đó là do em bán đất dưới nhà em lên, dưới nhà cũ em lên á. Bán đất đi? Dạ, em bán đi vì nhà em không có con đường để vô đó anh, nên bán đi rất là rẻ.
một phần em để em gửi tiền, trả tiền lúc mà chồng em bệnh hồi trước á, người ta đã cho em mượn á, em không có quên ơn đó, em gửi lại tiền đó cho người ta. Còn một ít em để dành lên đây, mẹ em cho đất để dành để số tiền đó đang cất nhà. Bây giờ thì tiền cất nhà thì đã mất, người yêu thì cũng đã cao cho cao chạy xe bay rồi, hiện nay là đang ôm một cục lợ, một cục tức, em nghĩ làm sao? Đến giờ phút này là em có bị đau khổ không? Thực sự là em có đau khổ không? Đây là mối nhục lớn nhất trong đời của em. Em chưa bao giờ nghĩ con người sẽ là như vậy hết á. Xã hội này cái gì cũng có, cái gì cũng đều có thể xảy ra. Rất là bây giờ, rất nhiều các thanh niên, các anh trai phải là lừa tình và lừa tiền các chị em phụ nữ. Rất nhiều người đã chót dại, lỡ yêu rồi, có thể là giao hết toàn bộ tài sản, ăn không dám ăn, để dành dụm lại, cuối cùng bị những người tình lừa sạch sành sẽ. Con người của mình hầm chết để da, người ta chết để tiếng. Dù có nghèo, ăn mắm, ăn muối cũng đừng có làm như vậy. Mình còn con, còn cái, mình còn cha mẹ, đâu phải dưới đất nẻ chui lên mà anh ấy làm như vậy, để lại tiếng xấu muôn đời. Nếu như mà anh không có tiền, anh chưa có tiền, chứ có gì đó, anh phải điện và anh nói với em một tiếng như thế nào. Anh lỡ chưa có tiền nửa năm hay một năm gì anh gửi lại cho em, em đồng ý, em chấp nhận. Bởi vì em biết ai cũng trong cái lúc khó khăn hết, em chấp nhận điều đó. Còn này anh dửng dưng, anh dối trời, anh lừa người, anh khởi khúc với em là anh nói là anh không có vợ, anh không có con, nếu anh có cho anh chết đi. Anh đã lừa dối em như vậy. Rồi anh hứa số tiền này là số tiền xương máu của em để em cất nhà cho con em. Anh hứa anh gửi lại em, mà giờ anh bỏ anh đi như vậy là anh đã dồn em vào bước đường cùng rồi. Nên em mới tìm đến đó hiệp sĩ như vậy. Là do anh đã ép em. Lúc đầu khi em biết, em đã đi cầu cứu, em đã điện thoại nhắn tin cho chị của anh, cho người thân của anh, nói nếu anh có chuyện gì thì anh nói với em, chưa có tiền thì anh nói với em. Em đã đi cầu cứu rồi, nhưng mà mọi người còn nói với em là do em ngu dại gán chịu, có gì đi thưa đi, nói vậy á, ý là khiêu khích em nữa. Đến giờ phút này là em đã đi tìm Huỳnh Văn Anh ở những đâu rồi? Dạ, lúc đó em có liên lạc với chị của ảnh, biết em lục số điện thoại liên lạc được với chị của ảnh. Em có nữa là chị của ảnh là người tu hành á, mà em nghĩ là người tu hành thì chắc sẽ có tình ngữ hơn nữa, nhưng mà không ngờ cũng lại là nói những câu khó nghe. Tại vì em ngu, đâu phải mới 15-16 tuổi rồi. Em có gia đình rồi, tự em đưa tiền cho người ta, giờ chị ơi, giỏi đi, thưa đi, đi kiện đi, nó không có tiền đâu. Lại cũng là một câu như vậy. Em đã dặn xin cầu cứu, nhưng mà mọi người cứ dẫn nhân. Là chính chị gái Huỳnh Văn Anh là người tu hành, lên tiếng nói với em là thách thức như vậy. Dạ. Vì vậy em bức xúc quá, đúng không? Em mới về đây để nhờ đội hiệp sĩ Thành Bình Dương. Hiện nay em đã liên hệ cho Huỳnh Văn Anh, cho người yêu của em chưa? Dạ. Mọi số liên lạc, hai số của ảnh đều không có liên lạc được hết. Tất cả mọi người không ai liên lạc được với ảnh hết. Nhưng mà em nghe mấy anh chị đã nói là ảnh vẫn còn liên lạc qua lại với vợ ảnh ở tại đây. Vợ ảnh ở gần ngay chỗ nhà ảnh ở đây nè, vì trên nhà em đó, hai chồng vẫn còn liên lạc. Nhưng mà người ta khuyên vợ ảnh, lại nói với vợ ảnh là nói là giờ chồng mày như vậy rồi thì giờ nói gửi tiền cho người ta đi, tội nghiệp người ta. Thì chị đó cũng vẫn nói là tại kêu ngu chịu giỏi đi khưa đi tội giật chồng người ta này nọ. Rồi mấy anh đã nói là rõ ràng là vợ chồng nó a tòng với nhau rồi, trong thời gian này a tòng với nhau rồi để mà lừa em hết rồi. Mọi người ai cũng kêu em hè đi tìm mấy anh đi cầu cứu đi, chứ giờ hết đường rồi, đó là lừa đảo trắng trợn rồi đó. Có đến giờ phút này thì em biết được, hoặc em đang nghi ngờ là đó là hai vợ chồng bày mưu tính kế để lừa em một số tiền rất lớn như vậy. Dạ. Rồi mấy anh bạn của ảnh đồ ai cũng nói ra đi tìm hiểu, thương em đi tìm hiểu và nói với em như vậy đó. Em đau khổ lắm. Mỗi ngày em đi chùa, từ lúc đi chùa, lúc quen anh cũng vậy. Lúc nào cũng cầu xin cho ảnh được bình an, cầu xin cho ảnh dừng dậy làm ăn được. Chứ chùa nào em cũng cầu xin hết. Em không ngờ tới ngày hôm nay đi như vậy á. Em chưa bao giờ gian ham ai 1.000 đâu hết, từ đó tới giờ. Không ai ngờ đi cầu xin cho một tên lừa đảo để lừa được nhiều người hơn, lừa được các chị em phụ nữ nhiều tiền hơn. Hôm nay em về đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Trương, anh mong muốn nhất em nói điều cuối cùng cho Huỳnh Văn Anh xem được, nghe được cái video này. Mời em có tâm sự hay bất kể một điều gì, em cứ nói đi, lên tiếng. Huỳnh Văn Anh ạ.
Em cũng không còn gì để nói với anh. Tất cả những gì nói em đã nói hết rồi. Nhưng mà chuyện tình cảm em cũng không còn gì nữa. Và anh đã lừa em quá rõ ràng rồi. Và em không truy cứu nữa. Để em mong mỏi là anh làm ơn làm phước gửi lại tiền cho em. Đó là số tiền thương máu của em. Đó là để em có cất nhà cho có mẹ con em ở, có nơi nương tựa để em nuôi con em. Em cầu xin anh gửi lại số tiền cho em. Thực sự cái câu chuyện giống như em không phải là không có. Rất nhiều các trường hợp giống như em thế này. Nhưng đặc biệt là cái câu chuyện của em phải nói là vô cùng sức xúc động, mà gây rất nhiều cái bức xúc trên cộng đồng mạng. Có thể là các anh em hiệp sĩ Bình Dương này nghe cái câu chuyện của em, thực sự là cũng rất khó diễn tả được. Huỳnh Văn Anh đã lừa em một cách phải nói là rất ngoạn mục. Lừa em là vợ bỏ rồi, ly thân, ly hôn rồi, đúng không? Và cũng tạo ra rất nhiều cái vỏ bọc là công ty, nhà xưởng, và có thể là kinh doanh rất lớn. Chính vì vậy em đã quyết định dành dụm lại những số tiền để giao cho Huỳnh Văn Anh là một người tình, một người yêu của mình. Nãy chúng số tiền là phải bán đất đi. Và số tiền đó mục đích chính là dành dụm sau này lấy tiền để cất nhà cho hai mẹ con em ở. Dạ. Nhưng đến giờ phút này thì đất cũng đã mất, nhà thì cũng không có cơ hội nữa rồi. Mà người tình cũng cao chạy xa bay, mà tiền thì hiện nay cũng không bao giờ có cơ hội được lấy lại. Mất hết rồi, đúng không? Em có điều nào em cảnh báo trên video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương, để hy vọng là các chị gái, các em gái ở tất cả các tỉnh thành, các vùng quê, các miền xa xem được cái video này. Mọi người hãy xin hãy cảnh giác, nếu có yêu thương, có tìm hiểu một người đàn ông hoặc một thanh niên nào đó, tránh những tình trạng bị lừa đảo một cách đau khổ giống như em như thế này. Mời em. Từ đó giờ, từ hồi lớn lên tới giờ em nghe được câu ân hiền sẽ gặp lạnh. Em chưa làm điều gì sai hết từ lúc em lớn lên tới giờ. Chưa gian kham ai điều gì hết. Chưa bao giờ gian dối điều gì hết. Đến giờ phút này phải chịu cảnh này, em vẫn luôn tin vào ông trời. Giống như em luôn tin, dù đến ngày hôm nay em ra đây em gặp đi mà anh, là em tin vào được ông trời nó chỉ đường những lối cho em ra đây gặp đại hiệp sĩ mà anh, để mấy anh giúp em tìm anh Huỳnh Văn Anh. Vì vậy em vẫn luôn tin vào ông trời. Nhưng mà chuyện này quá lớn với đó với em. Từ đây về sau em cho anh hỏi là em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 1986 anh ạ. 86 tuổi. Dạ, dần. Dạ em 37 tuổi. Đi quen một người tuổi Thân, quê Bình Định. Thực sự là câu chuyện này rất nhiều các người đàn ông ở tất cả các tỉnh thành, không riêng một tỉnh nào cả, bây giờ lừa đảo tìm cách moi móc rút ruột của những người phụ nữ, phải nói là những người tình của mình một cách phải nói là rất quá đáng giống như thế này. Mới đây nhất, đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương ghi nhận một thông tin, một em gái người miền Trung đã lừa một người miền Bắc nhưng sống tại Bình Dương và lừa đảo một số tiền phải rất ngoạn mục. Chung sống với nhau 8 năm như vợ chồng nhưng thực sự đó là người tình, và dụ dỗ nói những lời ngon ngọt. Đến giờ phút này đã sập bẫy, không phải là số tiền ít mà tổng số tài sản đến giờ phút này cả bạn bè người thân là trên 10 tỷ đồng. Đến giờ phút này đã cao chạy xa bay rồi. Thì câu chuyện của em là tiếp tục làm dấy lên cộng đồng mạng những cái câu chuyện trong thời gian vừa qua. Rất nhiều người đàn ông, rất nhiều thanh niên hiện nay đã lừa tình đó, lừa những chị em gái, lừa những người lớn tuổi hoặc thậm chí những em gái giống như em thế này. Đến giờ phút này thực sự là rất đau khổ. Em mong muốn nhất điều gì hôm nay? Dạ em mong muốn, em cầu xin cộng đồng mạng và cầu xin đội hiệp sĩ của anh Thanh Hải đây, em cầu xin mà anh đối với em, anh Huỳnh Văn Anh giờ giống như cặn bã rác rưởi trong xã hội này. Em cầu xin mấy anh hãy làm sạch cặn bã rác rưởi này cho xã hội được yên bình, sạch sẽ. Em cảm ơn mấy anh nhiều. Hy vọng cái câu chuyện của em gái đưa lên như thế này thì các cô chú, anh chị và các bạn, mọi người hãy đồng cảm. Bởi vì đây là em gái, thực sự một cái hoàn cảnh không ai mong muốn điều đó. Ai cũng hy vọng là có một cuộc tình yêu đẹp, có một người có thể là sau này chung sống trọn vẹn bên cuộc đời còn lại của mình. Nhưng mà đây là vì một số đối tượng Huỳnh Văn Anh giống như thế này, lừa đảo một cách rất tinh vi, rất ngoạn mục. Chính vì lý do như vậy cho nên em gái không thiếu sự cảnh giác. Bởi vì vỏ bọc của chúng tạo ra phải nói rất giỏi, rất tinh vi. Hy vọng là mọi người không nên ném đá em gái này, và hãy đồng cảm em gái này, em gái này nhiều hơn. Những cái câu chuyện trong thời gian vừa qua, đội hiệp sĩ Nguyễn Thải Bình Dương luôn luôn đăng tải thông tin lên, mục đích chính là tìm kiếm thông tin những người lừa đảo đó, bắt trộm, bắt cướp dọc đường phố.
cũng như các câu chuyện lừa tình và lừa tài sản, rất nhiều các phi vụ khác nhau. Thì đây là một cái câu chuyện là thực sự là cũng làm rất bức xúc các cộng đồng mạng trong thời gian vừa rồi, rất nhiều các trường hợp giống như này. Thôi video cũng rất dài rồi, cho phép công Trần xin thay mặt đội hiệp sĩ của thầy Minh Chiêu xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe lên em cũng như toàn thể gia đình luôn luôn hạnh phúc. Năm hết Tết đến rồi, mình hãy vui vẻ, bình thường, bình tĩnh. Các anh em đội hiệp sĩ của thầy Minh Dương cố gắng hết sức để đăng tải chia sẻ video này để nhờ sự chia sẻ lan tỏa nhiều hơn của cô chú anh chị cộng đồng mạng. Trong thời gian tới, hy vọng là các anh em đây sẽ tóm được Huỳnh Văn Anh, giao cho cơ quan công an nơi gần nhất để có thể xử lý đúng vụ việc em nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào em. Dạ.